À, xin bánh chào với cô bác. Thì hôm nay nhà thiện cũng có gói bánh tét, mẹ gói ít đồ bánh tét để ăn trong những ngày Tết. Thì mời cô bác cùng xem video, một vài hình ảnh quay để giới thiệu món bánh tét quê hương. Lát nữa mình sẽ đem cái này đi phơi nắng cho nó héo héo lại một chút để cho cái lá nó dai hơn lúc tươi như thế này. Tươi tươi như thế này nó giòn, nó dễ gãy cái lá ra. Đấy, để phơi nắng khoảng nửa tiếng cho lá nó hơi héo héo lại một chút cho lá nó dai. À, lá chuối sau khi mình phơi nắng mình đem vô thì bắt đầu lau sạch lại. Lau sạch lại là lau xong là gói bánh được à. Lau từng tấm. À, bây giờ mình sẽ trộn nước cốt sau khi đã thắng lên nó kẹo nước cốt rồi mình trộn với nếp. Mình trộn gì nào mình thấy nó vừa như nè, nó vừa ướt một nếp á thấm. Mình nấu bánh tới 12 giờ
ướp thịt kho. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu gói bánh. Đây là nhân đậu. Nhân đậu sau khi đã được xào lên, nhưng mà hồi nãy không có quay được cái đoạn xào đậu, cho nên cái đoạn đó bị mất. Còn đây là thịt, thịt ba gọi. Ở nhà không có thờ ông bà cho nên cũng không có gói bánh nhiều, với lại ở nhà cũng ít người cho nên gói khoảng 10 đòn thôi. Chục đòn ăn đủ rồi. Ông bà thì thờ bên nhà nội với nhà ngoại, còn ở nhà của anh Thiện thì không có thờ ai hết. Ba chỉ rồi thịt nhau đi. Đây nè. Người Bắc kêu là thịt ba chỉ, người Nam kêu là thịt ba gọi. Vui dữ xem.
hết kia chị thử mua cho. Sáng nó qua có ai ấy nói chuyện đó nè. Chị mới mốt quá. Xong, đi khách lạ rồi. Mày nhỏ bà ngoại đâu cho gói đâu, lấy đất á. Cẩm diều xem, ở đó chơi dùm tụi con đi lấy cát. Lấy cát để vô giấu. Lấy cái súng lại. Buộc rồi nó mới đẹp. Bây giờ mình sẽ giống nó nhiều lắm nữa. Buộc bánh. Trẻ cái nào dài thêm đó. Đang sống như một em nữa. Để làm ba cái thịt. Dây lát này là gói theo kiểu xưa nè. Chứ gói theo kiểu nay là dây ấy đâu mà. Dây lông. Mà chắc lượng dây nào em ơi? Dây này nè. Dễ gói hả? Đọc nữa. Bởi vì cái gì nó gắn liền với thiên nhiên là cái đó yêu nhất, tốt nhất. Đừng có làm cái gì chống lại thiên nhiên á. Về hai bữa nay nó tốn 5 triệu. Ngồi ở đây chứ mà không có gió nó hực nóng quá ha. Quay chừng nào gói em lại tiếp. Hỏi tao chi chi ra nó. Ai? Dạ vàng sáng lại sớm. Im. Chừng nào gói bánh em tiếp. Tao chưa đâu. Chừng trước đi tao chưa rồi tao gói. Chưa ai. Không không mua con vịt gì vậy đó. Không lẽ đứt cho bà nữa. Mấy giờ rồi? 7 giờ. 1 giờ 5 phút. 6 tiếng 9 à. Thôi xin đợi tới 2 giờ kia không mới im. Gì vậy? Không im. Tống cho nó ngục. Rồi đi coi.
xong. Hai. Ba đòn. Hay là bánh đã cho lên lò để nấu. Thank you.